Sao sao? Cô là Sa Hoa. Sa Hoa, đã lâu không gặp. Triển Quy, cô vẫn còn nhận ra tôi sao? Đã 20 năm không gặp. Phải. Cô vào trong hả? Phải đó, có hẹn khách bàn chút chuyện. Ờ, vậy không làm phiền cô. Triển Huy à, thực ra tôi không bạn lâu lắm đâu, lâu lắm mới gặp. Có thời gian đi uống ly nước không? Được chứ. Wow, thật không ngờ là chúng ta gặp lại nhau. Chắc đây chính là duyên số đó. Phải rồi, anh có hợp tác với nhà hàng vừa nãy sao? À, hiện tại tôi đang làm organic food, đã làm mười mấy năm rồi, doanh thu không tệ. Trở về Hồng Kông xem có thị trường không. Lần này anh dự định về bao lâu? Chắc là sẽ không đi nữa. Chúng tôi dự định sẽ dọn hết về Hồng Kông luôn. Chúng tôi? Tôi và bà xã tôi. Công ty là chúng tôi cùng nhau kinh doanh, nhưng bây giờ cô chú tâm vào con hết. Chuyện của công ty tôi phụ trách. Còn cô sao rồi? Tôi hả? Tôi đang phụ chồng tôi quản lý những thứ không quan trọng đó mà. Còn gì kêu? Má cũng khỏe. Bao nhiêu năm nay giờ ở trên núi Lưu Phù. Thỉnh thoảng má cũng hay đi ca hát. Vậy tốt rồi. Còn chị cô? Chị qua đời rồi. Qua đời rồi sao? Chuyện khi nào vậy? Cũng cỡ 20 năm rồi. Con người đúng là khó nói. Có rất nhiều chuyện cũng khó nói. Phải. À, tiệm chè đậu hũ còn ở đó không? Ừ, tiệm vẫn còn đó. Nhưng mà ông chủ thì đã nghỉ hưu, nhường cho nhân viên làm rồi. Tôi cũng rất lâu không vào Nguyên Lãng rồi. Không cần nhìn nữa, lễ tính giờ này vẫn chưa vào. Chắc hôm nay cũng sẽ không vào công ty đâu. Con đâu có nói đợi ảnh. Con một lòng muốn tới thăm má thôi à. Trước khi lễ tính vào làm, không thấy cô hiếu thảo như vậy. Bà Dạng, ông Dạng cho người đem tới đây tặng bà. Xem ra là túi sách đó, mami. Wow, túi sách hàng hiệu đó. Mỗi túi này vừa mới ra mắt thôi, hơn 300.000 đô. Ba chịu chi quá à. Ông Dạng thường xuyên tặng túi sách cho bà Dạng yêu chiều vậy, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Anh Quang, là muốn cái gì nữa? Không nỡ xa anh đó. Đừng có như vậy mà. Anh sẽ gọi cho em sao? Bye bye. Bye bye. Ủa, em ở đây hả? Đi đâu vậy? Về nhà. Anh biết đường mà. À, anh lên phòng tắm rửa cái đã. À, nhận được túi của anh rồi. Chưa cảm ơn anh nữa. Quan trọng nhất là em thích thôi. Chiếc túi đó là hàng giới hạn. Em cứ nghĩ rằng cô ta sẽ có giá trị cao tương đương. Nhưng mà hồi nãy nhìn kỹ lại, thì ra cũng chỉ là gai điếm. Nè, có những chuyện để người ta biết, đừng để người ta thấy. Đóng cửa phòng lại anh chơi thế nào là một chuyện. Giữa phố giữa xá ôm ấp hùng hích, dù gì cô ta cũng là một người mẫu mà. Nếu để phóng viên chụp được ảnh, chỉ làm phiền em giải thích giúp anh thôi. Yên tâm đi, bà Dạng thì chỉ có mình em thôi, anh không làm cho em mất mặt đâu. Anh nhớ những gì mà anh nói đó. Chà, đúng là lâu rồi không về. Xung quanh đều thay đổi rất nhiều. Ê, tiệm đồ hũ đây nè. Sao cô nói đổi chủ rồi, còn rất nhiều người xếp hàng kia. À, chứng tỏ tiệm này vẫn giữ đúng mùi vị năm xưa. Giao thử thì biết. Được thôi. Ê, có chừng làm mấy cái quá. Tránh ra giùm. Ê, tránh ra. Có đụng trúng cô không? Không có. À, xe cô đậu ở bên đường kế bên vậy có sao không? Không bị phạt, chắc không sao đâu. Khi không bị phạt thì không đáng đâu. Coi bộ phải xếp hàng cũng hơi lâu đó. Hay là tìm chỗ nào có chỗ đậu xe trước đi. Cũng được. Alo, Triển Huy. Tôi tìm được chỗ đậu xe chỉ cách có hai con đường thôi. Để tôi đi bộ qua. Cô ngồi trên xe đợi tôi được rồi.
Để cô đợi lâu rồi, thật ngại quá. Wow, để anh xếp hàng mua đậu hũ còn ngại hơn. Wow, cô là người có máu mặt trong giới kinh doanh, sao có thể để cô cùng tôi ngoài đường xếp hàng mua đậu hũ vậy được chứ? Anh nói quá rồi. À, xin lỗi. Alo, chào ông Hà, phải. Tôi luôn sẵn sàng. À, vậy thôi. Hẹn gặp lại sau nha. Ừ, bye bye. Sao mặt anh lại bí xị vậy? Tôi có hẹn với ông chủ Hạ của tập đoàn nhà hàng Quân Thưởng để bàn về việc hợp tác kinh doanh thực phẩm hữu cơ của tôi. Ai ngờ mấy báo bận. Ê, ông đúng là rất khó hẹn. Ông Hà công ty Quân Thưởng sao? Tôi thân với ổng lắm. Anh muốn gặp ổng để tôi mở lời hẹn giùm cho. Thật sao? Ừ. Hay lắm. Cảm ơn cô. Được khách sáo, tôi chỉ hẹn giùm anh thôi. Sao đây, bây giờ còn tâm trạng ăn đậu hũ không? Ăn.